Hello, vâng, lại là Bun đây. Em ơi, hôm trước tôi cùng với anh Bích Quy Thành đã có một cái trận bóng cực kỳ là lẩy lửa. Một trận bóng chung kết trong mơ cực kỳ là tuyệt vời rồi đúng không? Đúng. Rồi, và ngày hôm nay tôi tiếp tục lại sẽ đi tập luyện đá bóng anh em ạ. Và để trở thành một cầu thủ gọi là danh giá nhất tổ quốc luôn. Really nigga. Rồi, và con game ngày hôm nay tôi chơi có tên là Pro Soccer Simulator. Anh em nào tò mò xem cái quá trình tôi tập luyện đá bóng nó hay như thế nào thế tiếp tục có view rồi nha. Và trước khi đi, hãy để lại cho tôi xin một like, một đăng ký kênh và đặc biệt là nhấn xếp quả cầu đó nha. Còn bây giờ là lên đường thôi. Vâng anh em ơi, tôi đã có mặt tại cái khu vực tập luyện đá bóng ở đây. Dưới chân tôi đang là một quả cầu anh em ạ. À, anh em nhìn thấy tôi tân bóng này. Quá đẳng sơ cấp luôn. Được của nó đấy. Được chưa anh em, được chưa anh em. Và phía trước tôi kia sẽ chính là những người đồng đội. Để tí nữa tôi sẽ tập luyện và tôi ăn luôn những người đấy nha anh em nha. Tôi chiến thắng những người đấy là tôi cũng sẽ được một cái phần thưởng nào đó. Và trước khi gọi là vào thi đấu mọi người thì mình sẽ nhận những cái phần thưởng free. Ví dụ ngày đầu tiên nhận được 5 người sức mạnh. Quái đạn thật đấy chứ. Ngày đầu tiên nó nhận 5.000 sức mạnh thì nó là bá cháy luôn anh em ơi. Nó là bá cháy luôn thì tôi sẽ thi đấu với cái bạn gọi là why. Bạn này nhiều tiền dữ ha. Nhìn mặt ngây thơ bê cu tê. Gồng sức mạnh mà sau đeo cả túi tiền. Thôi thắng bạn này mình được tiền hay không nhá. Thắng bạn này mình bắt cơ. Bác hôn nha, bác hôn nha. Tỷ số đang là 5 đào. Tỷ số đang là 5 đào. Tôi rút một quả vô lê gọi là nhìn sau gắp thịt. Nhìn ra bên trái mình được rút sang bên phải. Đẳng cấp chưa anh em? Đẳng cấp chưa? Rồi cho anh em xem lại quả sút gọi là bá cháy bá dơ của tôi nha. Lượm rau gặp thịt. Ôi trời, sút xưa rồi. Đồ ngu. Lại anh em ơi. Ảo thế nhỉ. Cái lực sút của tôi mạnh như thế mà tôi sút trượt được ta. Rồi. Ôi rồi. Ủa alo. Cứ ảo Malazada nhỉ. Rồi tôi lấy, tôi thắng bạn đấy, tôi được 5 cúp. Mà tôi lấy cái cúp này vẫn chưa được cái gì. Xem cái này có vòng quay gì không. À, hai vòng quay may mắn này. Ui giờ hai vòng quay may mắn nó mất tiền anh em ơi. Rồi bạn này tôi vừa đá vào, tôi thử bạn này xem nào. Cái bạn why rồi, thủ môn gì thế này. Thủ môn vặc mặc vest là sao. Alo, được rồi. Đầu bóng 7 à. Ôi giời, sao tôi cứ sút gọi là đập cột dọc mới đập sằng ngang đấy nhỉ. Ai mà biết được. Thế này để thành một cầu thủ chuyên nghiệp thì là dở luôn rồi anh em ơi. Thành một cầu thủ chuyên nghiệp thì là dở rồi, để xem có cái quả bóng là mới không. Đây, tôi sẽ sử dụng được quả bóng gọi là xin ở đây không ta. Đâu rồi, đây tôi sử dụng được cái quả bóng này nữa. Ok, lên 7k8 sức mạnh tôi sẽ được sử dụng một quả bóng vàng. Wow, được đấy chứ. Sử dụng quả bóng này thì mình sẽ tăng cho mình 16 sức mạnh mỗi khi tăng và có thể x2 lên là 32 sức mạnh. Ok, vậy là rồi. Tôi sẽ phải thử lại thi đấu bạn này xem sao nãy giờ đá toàn sượt là cái thế nào ta. Ô, alo, chết rồi. Tôi bị thế nào rồi anh em ơi. Khoan đã nha, tập trung nha. Tập trung, ôi ơi. Cái cú đá của mình nó mạnh mẽ như thế tại sao lại sượt được nhở? Ảo Malazada thật đấy. Tiếp tục vào bạn này xem nào. Mặc vết à. Ui ơi. Ui giời. Chết rồi. Thế này để trở thành một thủ môn gọi đẳng cấp nhất của đất là tôi sẽ gọi là thua thiệt hơn mấy cái bạn kia rồi. Đúng. Đá gì mà đá cứ sượt thôi. Cay thật đấy. Nhận phép phần quà free là 500 sức mạnh, 555 cúp. Ok. Tôi có 55 cúp rồi. Tôi ra đây tôi mở trứng bet. Nào. Hay là game lỗi ta. Đã hay như thế. Ui, ra một con gấu ạ. Tỷ lệ 30%. Vẫn được một quả nữa. Lại tiếp tục là con gấu. Tôi sẽ mở tầm 3 quả nha. Tôi mở thêm 3 quả nữa cho hết nha. 3 con gấu ở đây anh em ạ. Thêm quả nữa đây. Wow, ra một con hươu. Tỷ lệ 24%. Còn một quả trứng nữa. Mở lốt. Thêm một con gấu nữa. Ui giời, ra gấu hơi nhiều. Bét đâu rồi. Trang bị những cái con bét gọi là xịn xò nhất của đất cho tôi. Mình có thể nâng cấp bet này không? Mình không thể nâng cấp nha, mình không thể nâng cấp. Uầy. Và sau khi dùng bet mình tăng một phát tận 56 điểm sức mạnh. Thế này sức mạnh của tôi lên tận chỉ số lên tận 9.000. Mà bạn này có tỷ lệ bắt được có của tôi có 180 mà tại sao mình không thể đá vào được nhỉ? Có một điều gì đó sai sai anh em ạ. Tôi thấy là Mazda một tí, thử solo mấy cái bạn gọi là đẳng cấp nhất của đất ở đây xem nào. Bạn này khéo là mình có tỷ lệ thắng cao ấy.
Ôi tỷ lệ thắng 0% luôn ạ. Bạn ấy tận 1.8 triệu sức mạnh. Rồi bạn này lại xem nào. Rồi mình phải nhấp lên hoàng trưởng nha, nhấp lên hoàng trưởng nha. Đấy, lấy là tôi không nhấp, lấy là tôi không nhấp. Bây giờ tôi nhấp cái cú đá của tôi nó ba cháy luôn. Được chưa? Người đấy. Nhìn nha anh em này, quả cầu lửa ấy. Quả cầu lửa, ui sụp một cái cháy cả lưới. Ôi, như thế này thì ai mà đọ lại tôi nữa hả anh em? Ai mà đọ lại tôi nữa? Thay bóng, thay bóng. Thay bóng cho bùn cái không. Mình đá quả bóng này nó cháy quá. Thật sự nó ở đâu ấy? Quả bóng đâu ấy nhỉ? Lấy tôi vừa lấy quả bóng ở đâu anh em nhỉ? Ở cái góc nào này à? À đây. Cho tôi quả bóng mới. Quả bóng màu vàng đi. Rồi, tăng quả bóng này mình cái gọi là cái chỉ số sức mạnh của mình nó mới tăng lên được này anh em này. Nó mới tăng lên được. Rồi, 14.000 sức mạnh rồi. 15.000 sức mạnh rồi. Vào luôn. Uai, bạn này vàng bạc nhiều nhá. Ông bạn này làm rapper mà lại đi bắt của. Ôi. Bạn này thấy cái cú sút của tôi nó hoa mắt, chóng mặt, đứng cả hình, gọi là xịt cả keo luôn anh em ạ. Anh em nhìn ra này, cho anh em xem. Giang hủng này. Tay xăm kín này. Mặt thì bậm trợm này, thung líp các thứ này. Vàng bạc đeo nhiều này, nhìn đây này. Có cái cú sút này của bùn rồi. Sút gọi là ngất ngây con gà tây này. Tưởng cái gì? Chứ dăm ba mấy cái thằng này mình trị được anh em ơi. Ui rồi. Làm quả gọi là bật lộn, bật tôm nó hơi ả ma tí nên là nó trượt. Điều kiểu gì? Lại nha. Lại nha, dính bóng ngay chứ. Uầy, nhưng mà thắng bạn này mình được tận 100 cúp lận luôn. 100 cúp thì mình sẽ ra đây mở một quả trứng bet giá 525 cúp để xem nó sẽ ra cái gì đây. Con này con gì ta? Con này con gì? Mình chưa nhìn kịp luôn. Rồi con này sẽ nhân cho mình 2.6 sức mạnh. Con này nhân cho mình 1.8. Con này nhân cho mình 1.6. Ok, cũng là khá là ngon lành cành đào ấy chứ. Đây, mỗi cú tâng của mình bây giờ lên tận 100 điểm tâng. Và chỉ còn 28.000 sức mạnh nữa thì mình sẽ gọi là đủ điểm để đổi sang một cái quả bóng mới. Trong cái thời gian đó mình sẽ lại đi thi đấu với cái khoảng xăm sổ này nữa. Cái thằng xăm trổ. Xăm trổ. Đấy anh em thấy không? Cú sút lửa của tôi cho nó đứng cả hình luôn. Và đây là giai đoạn khó nha. Đây là giai đoạn khó nha. Ôi trời, vừa nói xong sút trượt luôn ạ. Vừa nói xong sút trượt luôn mà. Đấy. Ôi, và không những thế tôi có fan luôn nè. Ôi, tôi mới chợt nhận ra là tôi có fan nha. 40 fan lận. Mỗi cú sút trúng của tôi sẽ tăng được 1 fan. Và fan đấy để làm gì ta? Đâu rồi fan? Đâu rồi fan? Đâu fan? Đâu anh em là fan của tôi, comment ngay phía bên dưới nha. Anh em là fan thì comment ngay phía bên dưới đấy. Lại clean được gọi là những cái phần thưởng free. Nhớ comment phía bên dưới anh em nha. Ngày thứ hai nếu mà chúng ta online con game này, chúng ta sẽ nhận được một con bet tăng cho mình tận 130% sức mạnh. Wow, đến ngày thứ hai thôi nha. Ngày thứ hai rồi đấy. Và cứ đăng nhập từng ngày là chúng ta sẽ càng nhận được nhiều bet thôi. Wow, quên mất là đổi bóng mới. Bây giờ tôi sẽ chuyển sang quả bóng màu hường. Từ quả bóng màu vàng chuyển sang bóng màu hường. Được chưa ạ? Được chưa ạ? Rồi, và tôi nghĩ hai cái bạn này khỏe như thế này. Được rồi, tôi thử solo bạn này xem nào. 240-200.000 sức mạnh. Làm sao ăn được cái cú sút vô lê của tôi? Oh no. Bắt cũng không gọi là bắt. Gọi là tôi đá thôi, bạn này không bắt. Gọi là tôi đá trượt thôi. Đấy rồi. Tí thì ăn không. Lại nữa này. Ui, lót liên tục anh em ạ. Thôi tôi nghĩ tôi cần phải try hard gọi là cái điểm tâng bóng này của tôi lên. Để tôi tiêu diệt cái bạn gọi là chỉ số sức mạnh 240.000 và cái chỉ số sức mạnh là 1.8 mới được anh em ạ. Try hard một lúc đã nha. A few moments later. 999 1.001 cú tâng bóng. Ôi trời ơi, anh em tin là nãy giờ tôi tâng hơn 1.000 quả bóng được không? Và điểm sức mạnh của tôi bây giờ lên tới tận 310.000. Nếu mà anh em không tin thì tôi kiểm chứng luôn cho anh em. Chúng ta sẽ có sự kiện, cái event. Nếu mà chúng ta gọi là tâng được 1.000 quả bóng, chúng ta sẽ được một cái vé. Và online 15 phút chúng ta sẽ được hai cái vé. Và cái vé này để làm gì? Để mở những cái quả trứng bet. Ví dụ như tôi mở một quả trứng bet luôn cho anh em xem đây. Oh wow. Thấy gì chưa? Một con bet nhân cho mình 270% sức mạnh. Ôi rồi. Đấy, và con này xem là tỷ lệ bao nhiêu. Con này tỷ lệ 30%.
mà nó đã ngon như này rồi, 30% thôi đó anh em nhá. Mỗi lần bèo mỗi cú tưng của tôi một phát được 19-20 nghìn, cả 100 nghìn sức mạnh. Thôi rồi, bây giờ cái thằng kia tuổi gì tụi con ngăn con đúng không? Cái gì tôi tưng một lúc nữa, tôi tưng chỉ một lúc nữa thôi. Khoan đã, sử dụng bóng mới luôn, sử dụng bóng mới luôn. Đây, quả bóng gọi là xịn sò con bò nhất ở đây rồi. Sử dụng bóng mới luôn cho anh em xem. 1.8 triệu sức mạnh đối với tôi chỉ là một con số gọi là lưu tiêu diêu mà thôi. Bây giờ đến hàng 240 sức mạnh, 200 nghìn sức mạnh này. Vẫn giá sượt. Đồ ăn hại. Nhấp phải lên hoàn trưởng nha, nhấp phải lên hoàn trưởng, nhấp phải đúng nhịp nha. Hello. Sao vậy, đá trượt hình như là nó chưa loát, là cái chỉ số sức mạnh của tôi tăng nhanh quá, nó chưa loát được thì phải anh em nhá. Chứ không phải là tôi yếu đâu. Thử cái thằng 1.8 triệu sức mạnh xem mà. Rồi, thằng... Ôi giời ơi. Ôi giời ơi, sao lại bịp thế nhỉ? Thế sao lại bịp thế nhỉ? Rồi, tôi lại mở được hai cái vé stick nữa khi mình online 15 phút. Rồi, tiếp tục mở xem nào. Wow, ra một con rồng. Và con này tỷ lệ 35%. Tiếp tục ra cái gì đây? Lại là một con rồng nước anh em ạ. Lấy là con rồng lửa, bây giờ là con rồng nước nữa. Sử dụng những cái con bet VIP nhất. Anh em này, tông một phát này, 60 mấy nghìn sức mạnh. Điểm sức mạnh của tôi tăng vèo luôn. Bây giờ lên 4 triệu sức mạnh rồi thì ai mà cứ lỗi tôi hả anh em? Ai mà cứ lỗi tôi? Điểm sức mạnh như này mà nó vẫn bắt được nữa là nó đẳng cấp luôn đấy. Ơ, ảo thật đấy. Hình như là tôi cần phải gọi là đổi bóng một tí nhở. Đổi quả bóng cùi cùi tí xem nào. Được rồi, đổi bóng cùi rồi. Cú sút ba trái của tôi rồi luôn. Sao cứ nó cứ ia cờ tạc cái nhỉ? Hình như là nó bịp anh em ạ. À, em bịp rồi. Lừa rồi. Em thật sự. Cái mua cúp để mình có thể có tốc độ chạy này. Cái tôi vừa dùng 10 cúp để tôi mua cái chạy màu xanh. À, cái màu trắng nhá. Tôi dùng chưa nhỉ? À, chưa dùng. Đây bây giờ mới dùng. Đấy, nó sẽ chạy ra một cái viền màu trắng. Mỗi lần tôi từng bóng nó ra một cái viền màu trắng này. Ok. Mấy triệu sức mạnh như nó chưa loát được nên tôi cần phải gọi là mã hồi một tí tôi mới phải vào đây tấn công lại. Đây, cú bóng sấm sét. Ồ, sao đá lên gọi là lên tận trên cao đấy kìa, hình như là tôi cái này tôi không có nhấp luôn thì phải. À đây, trời ơi, quên mất. Anh em thấy không? Nhìn lại nhá. Tỷ lệ nó sẽ tăng dần đều và tôi cú sút ăn bàn 100%, mỗi lần thắng tôi được cộng 8 fan. Mỗi lần thắng tôi có fan thêm anh em ơi, 99%. Rồi ôi, thế này thì làm sao mà ăn nổi bôn. Bi gì ai ra. Sao mày ngu thế hả? Chuẩn đẹp như thế mà đỡ được là cũng hay đấy. Quả này không có cho đỡ được đâu. Ui thằng này yếu quá. Mình sẽ đánh cái thằng gọi là 1.8 triệu này, thằng Fatman này. Fatman đúng không? Tốc độ hộ tôi cái. Tốc độ hộ tôi cái. Ui phải thắng thằng này 2 bàn anh em ạ. Rồi phải thắng thằng này 2 bàn. Thế thì có gì là khó không hả anh em? Với tôi tất cả đều là dễ hết. Thắng thằng này 2 bàn thì có cái gì đâu. Ấy một cú sút gọi là bá cháy của tôi, nó gọi là đứng cả hình luôn. 2 cú sút bá cháy đứng hình. Trời 11k cúp. Và bây giờ tôi sẽ qua cái map mới để thách đấu với những người gọi là đồng đội mới. Đồng đội này là lưu tiêu diêu quá. Đấy. Với sức mạnh của mình cao mình ngại cái gì đâu. Ok, map mới. Để xem đồng đội mới nào. Khoan đã, bên này là căng nhà. Bên này là sử dụng những quả bóng xịn hơn nha. Ui xồi tông một phát hơn 200.000 sức mạnh. Thật là quái cả đạn. Thôi lên gọi là lên sức mạnh cực kỳ nhanh luôn. Nói thẳng luôn. Đâu thằng đầu tiên 9 triệu sức mạnh. Thằng thứ hai 60 triệu sức mạnh. Thằng thứ ba 420 triệu. Thằng thứ tư 3 tỷ. Thằng thứ cuối cùng là 18 tỷ. Thằng cuối cùng là 30 tỷ. Ôi trời. Hình như tôi gọi là chọn sai lần văn minh rồi anh em ạ. Tôi follow cái thằng gọi là 9 mét này thêm nào. 9 triệu. Why? Và nó, bây giờ nó sẽ gọi là gọi một cái hình nhân ra. Thằng này đội chảo rồi. Upo, nhưng mà cái cú sút cú vỉa của tôi nó vẫn gọi là đẳng cấp anh em ơi. Đây cho anh em xem chiêm ngưỡng. Thằng chú Hà này đội cái song của mẹ trên đầu. Tiếp tục là thằng ván trượt này. À cũng căng. Thằng toilet man. Ui dồi ôi. Thằng này đeo cả một skibidi toilet ở nó sau lưng luôn. Không được thấy cái mũ của nó là cái mũ cái thông bồn cao. Yao bẩn thật sự luôn anh em ơi. Rồi tôi xem nào, cái quả trứng bét ở đây giá 8k cúp nó sẽ mở ra được cái gì đây. Ui một con gà.
Món gà tỷ lệ bao nhiêu sức mạnh? 7.5. 7.5 bọ. Ui dồi, tưởng cái gì. Tiếp tục thằng này. À thằng này, à thằng nhà giàu. Anh em ơi, thằng này thằng nhà giàu. Nhưng mà cú sút của tôi nó đỡ làm sao được. Giàu đến mấy thì cũng biết mặt buồn thôi. Giàu đến mấy thì cái thằng 420 triệu sức mạnh này nhá. Anh em nhá, nhìn đây này. Cái cú sút, ôi rồi, cực kỳ nhanh. Ui tôi sút lên tận lên trên cao rồi. Nhìn nhá, kỹ thuật của là có này, kỹ thuật là có rồi. Cú sút mình căng nhất chỉ là có tầm 20% tỷ lệ thắng thôi anh em ạ. Nên là thắng cái thằng đấy nó hơi vất. Mình cần phải gọi đá lên hoàn trưởng nữa thì nó mới có thể ăn được cái thằng này mất. Lên quay lên gần 100 triệu sức mạnh rồi thì thằng này tuổi cái gì, có mấy thằng mấy tỷ đấy thôi, chắc tôi là xin thua. Mấy thằng mấy tỷ đấy chắc tôi xin thua anh em ạ. Quên mất, nhận phần thưởng free nữa này. Clean một cái vé gì đó. Cái gì ta, cửa hàng shop em nào. À mình có thể dùng một cái thẻ này mình mua một cái vật dụng nào đó. Để xem nào, ở đâu có bán, ở đâu có bán. Không, ở đây, mình sẽ mua được mấy cái rabbit này. Nhưng mà chúng ta chỉ cần 3 quả trứng, ui, 3 con bét giá 7.55 thay cho 999 Robux. Đấy, anh em cứ chơi cái con game này cực kỳ lâu, cực kỳ nhiều là chúng ta sẽ nhận được rất là nhiều những phần thưởng gọi là free cực kỳ ngon. Đây, ví dụ như những cái này. 20 phút nữa chúng ta sẽ nhận thêm một cái thẻ nữa này. Cái này chỉ cần online và tăng thêm 1.000 quả bóng là một cái thẻ VIP. Cứ 1.000 quả bóng là một cái thẻ mở ra một con trứng bet VIP. Thì tội gì mà không tăng đúng không anh em? Tội gì mà không tăng? Quá chuẩn luôn. Tôi còn bao nhiêu quả tăng nữa? Khoảng chừng là 300 quả, 245 quả, 250 quả nữa anh em ạ. Tầm đấy. Tầm đấy thì tôi tăng có lúc là đến thôi. Mỗi quả tăng của tôi 1 triệu sức mạnh. Được chưa ạ? Thằng kia 420 triệu đúng không? Tôi sẽ cố gắng cho hát để ăn nốt thằng này cho anh em xem. Cái thằng Toilet Man này nữa thể hiện sức mạnh gì ở đây. Không biết là cái găng tay của nó có nhặt từ thùng rác ra không nữa. Găng tay hơi bị rau mùi một tí anh em ạ. Găng tay của nó hơi bị rau mùi một tí nhá. Rồi 420 triệu sức mạnh, let's go. Let's go ngay. Tôi phải gì đâu mà. Để tí tôi phải thăm thính xem quanh cái map này có cái gì đã. X-Kai Boss này. Hình như cái mất Robux. Cái này mất Robux anh em ơi. Đúng rồi, cái mất Robux. Cái này là quả trứng này giá 350 cúp này, không có gì cả. Cái này là, thật ra là tôi không có Robux chứ, có Robux là có gì đấy. Có Robux là có gì đấy. Chứ không phải là không có gì đâu. Ai à, ok, mình sẽ mở được quả trứng mới. Rồi ok, để xem nào. Gần như là mở gần hết cái ấy này luôn rồi. Đâu? Thằng nào, thằng Toilet Man này đâu? Anh em nhìn tôi xử lý nó nhanh trong vòng một lốt nhạc cái này. Nhìn nhá, cú sút. Ôi giời ơi, sao đập xà ngang thế kia. Cây tư nhờ. Xà ngang thế kia, đập hết vào một cái thằng Lutuji kia. Cú sút 99% là ăn rồi. Ui, thằng này mình tận hơn 300 cúp cơ. 375 cái cúp. Thật là quái đạn luôn. Này thì đây, nhìn cái thằng Toilet Man này. Tưởng thủ môn thế nào. Có mà là thủ gì thì có anh em à. Thủ môn gì mà cùi bắp như thế này anh em. Nhìn nhá. Sút auto vào. Đấy nó đỡ, mặc dù nó đỡ được quả bóng của tôi nhưng mà cái lực của bóng của tôi nó mạnh quá, đẩy người nó lại vào gôn. Thế tôi lại thắng, tôi lại ghi bàn. Ăn đi. Tôi sẽ cố gắng kiếm được 3 triệu cúp. Để tôi ra tôi mở cái quả trứng bet giá 3 triệu kia xem có gì hot cho anh em xem không. Cố gắng. Gần đủ anh em ơi. Rồi ơi, phút thứ bao nhiêu, 3 triệu cúp luôn. Rồi được chưa. Đây ở đây có hai quả trứng, một quả trứng giá 8 cao cúp, một quả trứng giá 3 triệu cúp. Mà không biết ở trong bên trong quả trứng giá 3 triệu cúp này sẽ được cái gì. Một con cá heo tỷ lệ 10%. Oh my god. Wow. Ok lớn. Ok blub. Nên có 44 sức mạnh. Đuối hơn cả mình tăng 1.000 quả bóng. Ôi đời, còn 20 phát tăng nữa thôi anh em ơi. Cố gắng tăng 20 phát nữa cho anh em xem và mở lốt một cái quả trứng bét nữa cho anh em. Đây. Đấy, cứ đúng 1.000 quả nha, tăng 1.000 quả là chúng ta mở được. Tiếp tục, mở quả bếp cuối cùng và xem nhân phẩm của mình. Vời giời ơi, giật hết cả mình. Tưởng ra cái gì nó xịn sỏ con bò hơn một tí. Anh em ơi, thế là cái quá trình tập luyện trở thành cái cầu thủ VIP nhất của đất của tôi đến đây khả năng sẽ kết thúc thôi. Và anh em thấy con game này hay và đáng chơi thì anh em hãy để lại cho tôi xin một like, một đăng ký kênh và đặc biệt là nhấn xem quả cầu đó nha. Còn bây giờ là bye bye, hẹn gặp lại anh em ở những video tiếp theo.